Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Backmaster TV phỏng vấn người trong cuộc. Mình tên là Thúy. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một bạn học viên rất là đặc biệt. Bạn ấy hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Cùng lắng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé. Chào Nam, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình được không? Xin chào các bạn, mình là Nam, năm nay mình 30 tuổi. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì mình đang công tác tại công ty của Nhật, chuyên ngành về IT phần cứng, bảo mật, hệ thống mạng. Thì mình đang tham gia khóa học Techmaster học lập trình iOS căn bản. Cơ duyên nào bạn biết đến và đăng ký khóa học ở Techmaster? Cái cơ duyên mà mình được biết đến Techmaster là do hiện tại bên công ty mình cũng đang có phát triển một số dự án về iOS, nên mình có tìm hiểu về một số nơi để học lập trình iOS cơ bản. Thì được biết là Techmaster đang có cái lớp iOS căn bản. Wow, nghe cũng khá là thú vị. Thế thì trải nghiệm đăng ký khóa học ở Techmaster của bạn như thế nào? Mình thật chất mình cũng là chỉ là một người học bình thường tại trong miền Nam, thì đa số thì trong lớp thì mọi người đều học offline nhiều hết, mình là học online thì hầu như cái thời gian mình gặp mặt mọi người thì chắc không có, đa số là trên màn hình, thì nghĩ là cũng vui. Điều bạn ấn tượng nhất khi tham gia khóa học ở Techmaster là gì? Cô giáo thì còn trẻ hơn mình nhiều, cách giảng dạy thì cũng vui, dễ hiểu. Rồi về những người mà hỗ trợ support mình thì gồm có Hiếu và Việt, thì Hiếu và Việt thì cũng có tham gia nhiều dự án rồi. Thì đối với cái vấn đề mình thì mình cũng đang trong cái quá trình học, thì mình cũng có đang viết một cái app song song với những cái bài học đó, thì có những cái gặp vấn đề thắc mắc khó khăn gì thì mình cũng có liên hệ với Hiếu, Quỳnh và Việt để hỏi support những cái vấn đề đó. Thì về cái lớp á, lớp hiện tại thì một lớp không quá đông, tầm khoảng có 10 người, thì dẫn đến cho cái lớp học giáo viên dạy á, thì có thể là trao hết được những cái kiến thức. Nội dung giảng dạy thì nó hầu như nó đi sát với cái thực tế hiện tại bây giờ, là cái app của mình nó sẽ hay hơn, trừu tượng hơn, bám sát với cái thực tế hơn, và nó sẽ đa nhiệm nhiều hơn, dẫn đến cái app sẽ được mượt hơn. Thế thì khóa iOS mà bạn đang học ấy thì cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Thế thì bạn có góp ý gì về quy trình học tập ở Techmaster không? Mình muốn là bên Techmaster là có thể là mở một cái lớp nâng cao về iOS riêng, cũng có online luôn chứ không phải là offline không, tại vì mình cũng muốn là học cái khóa nâng cao iOS nữa. Thế thì bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang có ý định theo đuổi lập trình không? Tốt nhất là mấy bạn còn có cơ hội thì cứ đi học, học được, học càng nhiều càng tốt, học những cái mà mình muốn học. Và cái iOS thì nó đang phát triển quá nhiều, nên các bạn cứ chuyên sâu về iOS cũng được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới cái clip của mình. Cảm ơn Nam đã dành thời gian cùng mình thực hiện cái cuộc trò chuyện rất là thú vị cũng như là ý nghĩa này. Thay mặt Techmaster, mình xin gửi đến Nam lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn bạn.